công ty nhà đất Huyền Trang Thái. Xin chào cả nhà, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang đứng ở trong khu dân cư Anh Tuấn Green Riverside thuộc về xã Phú Xuân của huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, để quay giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem một căn nhà với full nội thất và được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, rất là đẹp luôn nha. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu về cái hướng đi trước, rồi em sẽ dẫn cả nhà mình cùng đi vô trong để xem nhà nha. Từ cái vị trí mà em đang đứng á, mình đi theo cái trục đường này là mình sẽ đi thẳng ra được đường Huỳnh Tấn Phát. Sau đó chúng ta rẽ phải là vô trung tâm quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Rẽ trái là chúng ta sẽ đi về bến phà Bình Khánh. Là đi hết đường Huỳnh Tấn Phát là sẽ tới bến phà Bình Khánh để mà đi qua khu du lịch đảo Khỉ Cần Giờ nha cả nhà. Thì từ cái con đường mà em đang đứng á, mình sẽ đi vô cái con đường lậu nhựa này. Đường này là đường N8 và mình đi tầm khoảng 50m là sẽ tới căn nhà của mình. Bây giờ em dẫn cả nhà đi. À em quên nữa. Còn cái hướng ngược lại này á, thì mình có thể đi thông ra đường Huỳnh Tấn Phát được luôn nha. Và bên cạnh đó, gần cái khu nhà của mình á, đối diện qua là sẽ có một cái khu công viên rất là rộng luôn. Chiều chiều á, thì chúng ta có thể cho con em mình ra đó để vui chơi nè. Và chúng ta có thể ra đó để tập thể dục buổi sáng buổi chiều cũng được ha. Thì cái căn nhà mà hôm nay em quay cho cả nhà cùng xem á, được nằm ở một cái khu thiết kế theo phong cách tân cổ điển rất là đẹp luôn cả nhà. Ở đây thì đường em thấy là mặt đường là tầm khoảng 7m, rất là rộng luôn. Chúng ta có thể đậu xe ở phần phía trước hành lang này, phía trước nhà mình cũng được. Còn không thì chúng ta có thể đậu ở trong sân nhà luôn. Đó, đây là cái khu nhà, cái khu ở căn nhà mà em muốn giới thiệu nè. Rất là đẹp luôn ha cả nhà. Đường xá thì nhìn rất là thích luôn ha, rộng rãi nè. Rồi thì đây là cái căn nhà mà hôm nay em sẽ quay giới thiệu cho cả nhà mình nha. Căn nhà này thì có diện tích là ngang 5, dài 16. Trong đó nhà cũng đã có sổ hồng riêng nè, có thổ cư và chủ quyền nhà đầy đủ luôn. Bên cạnh đó là nhà sẽ được tặng lại toàn bộ nội thất luôn, full nội thất trong nhà luôn ha. Và nhà thì cũng được xây dựng là một trệt nè, hai lầu và một sân thượng. Thì nhà này sẽ được xây dựng theo phong cách là tân cổ điển nha cả nhà. Đây chính là căn nhà của mình ha. Thì ở trong toàn khu dân cư Anh Tuấn Green Riverside này sẽ có rất là nhiều dạng nhà khác nhau nè, và cũng có rất là nhiều khung giá dao động khác nhau để cho cả nhà mình có thể dễ dàng lựa chọn hơn một căn nhà phù hợp với mình để có thể về đây ở định cư lâu dài ha cả nhà. Thì ở đây á nha, em thấy là mỗi căn đều xây những bức tường riêng biệt hết luôn, chứ mình không có sử dụng tường chung nha cả nhà. Thì bây giờ em sẽ dẫn cả nhà đi vô trong để xem là ở trong căn nhà của mình với thiết kế như thế nào nha. Phía trước căn nhà thì mặt đường này em thấy hiện tại là rộng cũng tầm khoảng 6-7m nha. Ô tô là vi vu luôn. Mình có thể đậu ô tô ở phía trước hành lang nhà của mình nè. Còn không thì mình có thể đậu trực tiếp ở trong nhà của mình luôn. Tại vì ở trong là chủ xây dựng cũng có chừa một cái khoảng trống này để mình có thể đậu xe ô tô ở đây luôn ha. Thì nhà sẽ có hai lớp cửa rất là an toàn luôn, hai lớp cửa riêng biệt luôn. Một thì là lớp cửa cuốn và hai nữa sẽ tới một lớp cửa kính ở bên trong ha. Đó, đây là khoảng không gian phòng khách của mình và chỗ đậu xe của mình. Mình có thể đậu ô tô bên đây ha cả nhà. Đó. Căn nhà thầy thì được thiết kế theo phong cách tân cổ điển nha. Nhà thì diện tích là ngang 5, dài 16 thôi. Nhưng mà khi bước chân vô trong đây á, em cảm thấy cái khoảng không gian của nhà mình á, thiết kế đồ nè, rất là rộng rãi và thoáng luôn. Đại gia đình mình có thể về đây ở để mà nghỉ dưỡng nè. Nếu như mà cả nhà mình có muốn tìm một căn nhà thuộc về thành phố Hồ Chí Minh nè, mà đường xá thuận tiện nè, ở trong khu dân cư, thì cả nhà có thể quan tâm tới căn nhà này. Ngang 5, dài 16, full nội thất luôn, giá là 9,5 tỷ nha cả nhà. Đó, một căn nhà rất là đẹp luôn. Có tivi nè. Này, tủ này thì mình có thể để rượu nè, hoặc là để hoa vô đây. Này, những bức tranh ở trong nhà nhìn cũng rất là đẹp luôn ha.
phòng khách, xong rồi sau đó chúng ta sẽ tới khu nhà bếp nấu ăn, và còn ở cái khoảng sân phía ngoài là khoảng giếng trời và nhà vệ sinh để sử dụng cho toàn căn nhà luôn. Tại vì ở trong mỗi phòng ngủ ở trên lầu là đều có nhà vệ sinh riêng hết, còn riêng ở dưới tầng trệt chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng để mà sử dụng cho toàn căn nhà của mình luôn. Ở đây thì đã có sẵn bàn ăn rồi nè ha cả nhà. Rồi bên đây là khu nhà bếp nấu ăn nè, có tủ lạnh nè, đó, rồi có bếp nữa nè, đó, bếp âm nè, rồi máy hút khói này kia là đầy đủ luôn, bếp nướng nữa, nó đầy đủ hết luôn ha. Thì khi mà cả nhà mình mua căn nhà này á, chỉ cần xách vali vào và ở thôi, chứ chúng ta không có cần phải mà sắm sửa đồ nội thất gì nữa, trong nhà đã full hết rồi và thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, đây là khoảng không gian giếng trời ở trong nhà của mình ha. Ở đây á, thì có một cái nhà vệ sinh mà em nói đây, đó, cả nhà xem nè ha. Rồi thì bây giờ em sẽ dẫn cả nhà đi lên để xem ở phần phòng ngủ ở trên lầu của mình ha. Thì căn nhà của mình á được xây dựng là một trệt hai lầu và một sân thượng nha. Thì từ vị trí nhà mà mình đi ra tới đường Huỳnh Tấn Phát trung bình là tầm khoảng 500m, và từ ở đây á, mà cả nhà đi tới trung tâm của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi tầm khoảng 15 cây số thôi. Đó, đây là tới cái lầu 1 của mình rồi. Thì ở trên lầu là sẽ có hai phòng ngủ đối diện với nhau. Thì hành lang mà để đi qua hai phòng ngủ em thấy cũng rất là rộng luôn ha cả nhà. Ngay chỗ hành lang thì chủ cũng có treo một cái bức tranh. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đây cả nhà xem, đây là cái phòng ngủ thứ nhất. Đó. Có tủ quần áo luôn, có giường, có nệm, có gối đầy đủ luôn. Thì cái căn phòng này á, mình có thể cho người lớn ở đây. Đó, người lớn tuổi thì chúng ta có thể ở đây. Còn riêng mà về vợ chồng mình á, thì mình có thể ở cái phòng đối diện bên đây. Còn riêng những cái phòng mà ở trên lầu 2 á, thì mình sẽ để cho con cháu mình ở trên đó ha. Đó, có bàn trang điểm nữa nè, đầy đủ tiện ích hết luôn ha. Rồi có nhà vệ sinh riêng luôn. Nhà vệ sinh là cũng full đồ nội thất phía trong luôn ha. Rồi, ở cái tầng 1 thì chúng ta sẽ có được một cái khoảng sân thượng nè. Khoảng sân thượng này thì chúng ta có thể đặt một cái bộ ghế ở đây. Tối thì chúng ta có thể ra đây để ngồi và uống cà phê nè, và ngắm được cái khung cảnh xung quanh đây ha. Wow, toàn cái khu này em thấy là nhà xây dựng theo kiểu tân cổ điển có nè, hiện đại có nè, nhưng mà em thấy thiết kế rất là đẹp luôn. Giống như kiểu nhà phố của châu Âu luôn ha cả nhà. Đó, cả nhà xem nè. Thì ở đây là khu dân cư Anh Tuấn Green Riverside, thuộc về xã gì em quên nữa là ta, Phú Xuân. Xã Phú Xuân của huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Đây, phòng ngủ thứ hai. Đó, phòng ngủ này thì em thấy là sẽ thích hợp cho hai vợ chồng nè. À, cả nhà xem thiết kế trong căn nhà này nhìn rất là thích luôn hết cả nhà. Cũng có bàn trang điểm nè, đó, rồi có nhà vệ sinh luôn, đầy đủ hết ha. Nè, có tủ quần áo luôn. Rồi, bây giờ em sẽ dẫn cả nhà cùng đi lên để xem trên lầu 2, xem là phòng ngủ của mình trên đây như thế nào nha. Và bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái á, có nhận ký gửi nhà đất chính chủ trong tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận luôn. Cả nhà mình có nhu cầu ký gửi nè, thì mình có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái với 3 số điện thoại bên dưới màn hình nha. Còn nếu như mà cả nhà mình có quan tâm tới căn nhà này, mình muốn tìm một căn nhà ở khu vực dân cư nè, và gần những tiện ích để mà mình có thể định cư lâu dài á, thì cả nhà có thể quan tâm tới căn nhà này bằng cách là liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái với 3 số điện thoại bên dưới màn hình nha. Tụi em sẽ tư vấn về phần giấy tờ pháp lý nha, rồi có thể dẫn cả nhà đi xem, sau đó là mình gặp chủ để mà thương lượng về phần giá cả luôn nha. Này, căn phòng ở bên đây thì em nghĩ là sẽ thích hợp cho cô công chúa nhỏ ở trong nhà của mình nè. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đây, cả nhà xem nè.
cũng có tủ quần áo nè, rồi có giường ngủ, có nệm, có chăn gối là đầy đủ hết luôn ha. Rồi cũng có nhà vệ sinh riêng luôn đó cả nhà xem. Đó, thì căn nhà này em nghĩ là cô công chúa nhỏ trong gia đình của mình sẽ rất là thích luôn á. Rồi thì ở đây sẽ có thêm một cái phần ban công nữa, nhưng mà ban công này thì sẽ nhỏ hơn ở dưới lầu 1. Vị trí ở đây thì này cả nhà mình cùng xem nè ha, mình có thể nhìn được toàn cảnh khu dân cư luôn. Đó, nhìn rất là đẹp và rất là sang luôn hết cả nhà, giống như là mình đang sống ở giữa trời Âu luôn. Đó, đây những căn nhà với thiết kế nè. Rồi bây giờ em sẽ dẫn cả nhà lên để xem là ở trên sân thượng nó rộng như thế nào ha. À em quên, còn một cái phòng ở trên đây nữa chứ. Đây, phòng này là phòng thứ tư ở trong căn nhà của mình ha. Căn phòng này thì nhìn sẽ em thấy rồi, trong căn phòng này sẽ có một cái bàn trang điểm, trong đó là sẽ có một cái ghế màu hồng nè, rồi cái viền của bàn trang điểm cũng màu hồng luôn. Thì cái căn phòng này em nghĩ cũng sẽ thích hợp cho cháu gái nè, hoặc là con gái của mình, khi mình nhìn vô đây là thấy rất là thích luôn ha cả nhà. Phòng này thì cũng sẽ có nhà vệ sinh riêng luôn, đây cả nhà xem nè. Thì trong toàn bộ căn nhà của mình sẽ có một khoảng trống phía trước để mà mình có thể đậu xe nè. Rồi có một phòng khách nè, có 4 phòng ngủ, một nhà bếp và 5 nhà vệ sinh luôn. Trong đó sẽ còn một khoảng sân thượng ở trên lầu nữa ha. Đây em sẽ dẫn cả nhà đi lên để xem phần sân thượng của mình nha. Căn nhà này giá là 9 tỷ rưỡi nha cả nhà, full đồ nội thất luôn ha. Đây. Đây là cái phần sân thượng ở trên lầu của mình đây. Đó, cả nhà xem nè. Rồi, chúng ta có thể thiết kế giống như bên hàng xóm nè, trồng những cái loại, làm những cái kệ sắt nè, xong rồi sau đó chúng ta sẽ trồng những loại cây trái nhỏ nhỏ nè, rồi rau củ lên. Đó, cũng rất là đẹp luôn chú bộ cả nhà. Mình có thể tận dụng được rất là nhiều thứ ở trong căn nhà này luôn á. Wow, cả nhà mình xem nè, khi mà đứng ở trên sân thượng của mình sẽ nhìn được toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó, rồi chúng ta có thể nhìn được toàn cảnh khu dân cư Anh Tuấn ở đây luôn. Rất là thích luôn ha cả nhà. Thì từ cái vị trí căn nhà này mà mình đi tới chợ, cái chợ gần nhất luôn á, thì em thấy mình đi là tầm khoảng 1 cây số. Còn nếu như mà từ ở đây á, cả nhà đi tới thị trấn Nhà Bè thì trung bình mình đi cũng tầm khoảng 3 cây số thôi, 3 cây số đổ lại thôi là sẽ tới trung tâm của thị trấn Nhà Bè. Thì trung tâm của thị trấn cả nhà mình cũng đã biết là ngay vị trí đó sẽ có đầy đủ tất cả những tiện ích tiện nghi luôn, như là trường học các cấp nè, rồi có ủy ban nè, có văn phòng công chứng, có ngân hàng và những cái tiện ích khác luôn ha. Cả nhà mình đi chỉ có 3 cây số thôi, rất là gần luôn. Bên đây là thêm một khoảng sân thượng nữa nè, ở đây thì mình có thể phơi đồ nè, nó hoặc là mình có thể ăn uống vui chơi ở đây cũng được ha. Còn từ ngay chỗ vị trí nhà này mà mình đi tới ngay chỗ mà bến phà Bình Khánh để đi qua bên khu du lịch đảo Cần Giờ, đảo khỉ Cần Giờ thì trung bình cả nhà mình đi cũng tầm khoảng 4 đến 5 cây số nữa thôi nha. Còn từ đây mà mình đi về tới chợ Bến Thành của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh thì cả nhà mình đi là tầm khoảng 15 cây số. Rồi thì em cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của em. Bây giờ thì em sẽ đi review tiếp tục những cái căn nhà đẹp khác ở trong khu dân cư Anh Tuấn Green Riverside này cho cả nhà mình cùng xem ha. Và em cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của em nha. Cả nhà có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái để được tư vấn rõ ràng hơn về giấy tờ pháp lý của căn nhà này ha, và vị trí chính xác của căn nhà này luôn nha. Rồi, bye bye cả nhà ha.